Thanh Lan xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Dạ vâng, thưa quý vị, mau quá mới đây mà đã 49 ngày của Quốc Dũng rồi. Thì hôm nay Thanh Lan muốn được biết nhiều điều về Quốc Dũng, nhưng mà Quốc Dũng còn đâu để cho chúng ta trò chuyện. Nên là có một cái điều may mắn là gặp được người bạn thân nhất của Quốc Dũng đã từng viết chung bài hát Đường Xưa mà Thanh Lan hát trước khi đi qua Mỹ đó. Hôm nay xin mời quý vị gặp anh Nguyễn Đức Cường, một người thi sĩ, nhạc sĩ đã cùng viết chung với Quốc Dũng bài hát Đường Xưa mà Thanh Lan là người đã được thâu đầu tiên trước khi rời Việt Nam đi Mỹ. Xin chào anh Nguyễn Đức Cường và xin mời anh Nguyễn Đức Cường gửi đến khán giả của Thanh Lan lời chào. Vâng, trước hết Nguyễn Đức Cường xin hân hạnh và kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Thanh Lan Show, một chương trình mà quý vị ưa thích từ bấy lâu nay. Mến chào Thanh Lan, dạ. Một người bạn mà thưa quý vị, cách đây 15 năm chúng tôi có dịp trò chuyện với nhau cũng trước cái ống kính. Và lúc đó thì Nguyễn Đức Cường phỏng vấn Thanh Lan. Nhưng mà quý vị biết không, lúc đó cái cuộc phỏng vấn rất là thú vị và rất là dài, là bởi vì chúng tôi phải chia làm 3 show. Dạ. Vì Thanh Lan là cái người cũng đứng trong ngoài cái chính là cái một cái cô ca sĩ rất là nổi tiếng, và đồng thời Thanh Lan cũng từng là một diễn viên điện ảnh và cũng là một người diễn viên sân khấu luôn, thành ra cái cuộc trò chuyện rất là thú vị và rất là dài, phải không ạ? Dạ vâng, thưa quý vị, nếu mà nói chuyện với anh Nguyễn Đức Cường ngày hôm nay và hỏi về Quốc Dũng và lại còn hỏi thêm về anh Nguyễn Đức Cường nữa thì chắc là cái show này cũng sẽ dài. Vâng. Vâng, hy vọng là cái câu chuyện sẽ làm cho quý vị vui và chúng ta có dịp để chia sẻ với nhau nhiều. Thì Thanh Lan cũng biết rằng là anh Nguyễn Đức Cường với lại Quốc Dũng đó rất là hợp ý nhau mỗi khi mà làm thơ, làm nhạc với nhau. Thì anh Nguyễn Đức Cường có thể kể lại cho quý vị khán thính giả biết là đã quen Quốc Dũng trong trường hợp nào. Vâng. Và cái mà điều kiện mà đặc biệt và hay ho nhất đó là có biết cái gì về Quốc Dũng trước khi Quốc Dũng nổi tiếng hay không? Vâng, thưa quý vị, cảm ơn Thanh Lan. Thưa quý vị, vào năm 1990 thì Thanh Lan biết không, mình trước khi mình chuẩn bị đi qua Mỹ để đoàn tụ với gia đình đấy, thì mình có nảy ra ý định là thu một tập thơ. Và lúc đó thì trong cái tập thơ đó thì có những cái dòng ngâm nổi tiếng Sài Gòn thời đó, ví dụ như là Mai Hiên, rồi Thúy Vinh, và bên cạnh đó có anh Tô Kiều Ngân là thổi sáo, và anh Thạch Cầm đàn tranh. Thì tất nhiên là cần nhiều cái microphone. Thì lúc đó chỉ có phòng thu Quốc Dũng mới đáp ứng được đó. Đúng đó rồi. Là cái chuyện thứ nhất. Thế thì khi mình đến làm việc với Dũng thì anh em cũng làm việc bình thường thôi, và hẹn ngày thu. Thì lúc đó thì cái người mà chỉ định thu là nhạc sĩ Tám Bến Tre. Nhưng mà anh Tám Bến Tre hôm đó là không may anh lại bị cúm. Thành ra cũng là cái may để cho Dũng ngồi máy và Dũng theo dõi cái tập thơ của Nguyễn Đức Cường. Và tự nhiên lúc đó thì trong lúc đang thu thơ thì lúc mà break time đấy, thì Dũng hỏi chứ anh Cường có bao giờ viết lời cho ca khúc chưa? Thì mình mới nói là tôi có viết lời cho tôi thì có, viết cho các nhạc sĩ khác thì chưa. Thế là sau đó thì anh em bắt đầu mới là làm việc với nhau và thưa quý vị trở thành bạn thân và tâm giao ngay từ cái buổi chiều hôm đó. Dạ vâng, thưa quý vị, ở đời chúng mình đâu có biết đâu, có khi có những người mà mình gặp ngoài đường bao nhiêu lần rồi thoáng qua chẳng để tâm. Đúng. Nhưng mà phải nói chuyện với nhau một hôm rồi thì mới biết lòng dạ của nhau như thế nào và có thể mà nói chuyện với nhau thêm được nữa hay không. Vâng. Thì có những người rất là tâm giao, nói chuyện với nhau rất là hợp, nói mãi cũng không hết chuyện. Nên là Thanh Lan nghĩ rằng giữa anh Nguyễn Đức Cường với lại Quốc Dũng chắc là cũng như vậy phải không? Có một cái duyên, có một cái duyên. Sau cái buổi thu hôm đó thì hai anh em lại kéo nhau đi uống cà phê. Mà Thanh Lan biết không, ngồi từ 7 giờ tối tới 10 giờ đêm ấy, mà ngay hôm đó là không biết bao nhiêu chuyện, cái việc giống như là bạn thân lâu ngày không gặp vậy đó. Thực ra là mới lần đầu thôi. Thành ra là từ đó trở thành gắn bó với nhau trong đời sống và kể cả trong việc sáng tác. Dạ vâng, trong đời sống
Thế trong đời sống Quốc Dũng có tâm tình cho anh Nguyễn Đức Cường nghe tí gì về cái cuộc sống của Quốc Dũng không? Ngoài cái vấn đề âm nhạc ra. Dũng thì có nhiều điều để nói lắm. Nói về Dũng thì chắc cả ngày không hết chuyện. Dạ. Nhưng mà thưa quý vị thì trong những lần mà ngồi chia sẻ với nhau đấy, thì Dũng có một cái đặc điểm là Dũng rất yêu thú vật. Dũng yêu thú vật lắm. Và Dũng rất thương người. Và luôn luôn Dũng hay nói về những cái người nghèo khổ, những cái người mà có những hoàn cảnh bất hạnh. Trong đời sống của Dũng thì Dũng hầu như là ngoài cái chia sẻ đời sống và tâm huyết của mình cho âm nhạc thì Dũng là luôn luôn nghĩ tới những người khốn khổ. Đó là cái đặc điểm. Và qua cái giao tình thì mình thấy là Dũng một cái người khiêm tốn là tất nhiên rồi, tài hoa khiêm tốn mà sống rất chân thành, thật thà lắm. Và hầu như là lúc nào cũng có một cái thương tưởng tới những cái hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Vâng. Bây giờ ngồi đây mà nhắc tới Quốc Dũng thì Thanh Lan vẫn còn nhớ đến cái dáng Quốc Dũng cứ đi chậm chậm ra sân khấu. Đúng rồi. Cứ bình thản vậy đó. Lúc nào cũng giống như là trên môi có một cái nụ cười mà không phải là nụ cười mà là hơi mỉm cười thôi. Cười nụ đó. Vâng. Đó. Thì chắc là trong lòng của Quốc Dũng lúc nào cũng cảm thấy là cuộc sống này nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu. Đối với Quốc Dũng thì cũng may mắn là nổi tiếng sớm. Vâng. Đó. Nhưng mà Thanh Lan thương Quốc Dũng ở cái là Quốc Dũng đâu có phải đẻ ở Việt Nam đâu. Đúng rồi. Đó, cho nên mà khi mà về Việt Nam sống thì mới có mấy tuổi thôi. Vâng. Mà thương nước, thương nòi như vậy, viết lên những cái bài hát rất là tình tự quê hương như vậy, đáng thương quá. Mà khi mà học ở trường Quốc gia âm nhạc thì Quốc Dũng rất là giỏi. Phải nói là một tài năng vượt bậc, nổi bật lên, các thầy đều để ý và các bạn cũng đều để ý và sáng tác rất là sớm. Vâng. Thì quý vị cũng thấy đó, tất cả những nhân tài âm nhạc thì khi mà lớn lên cái tài nó nổi bật ra rất là sớm, mà có người thậm chí không hề học gì hết mà cũng vâng. biết nó mới hay chứ. Vâng. Mà Quốc Dũng thì lại học về cái ngành âm nhạc cổ điển, bán cổ điển nhiều hơn vâng. là về dân ca hay là nhạc quê hương, nhưng mà về sau này vẫn sáng tác được những bài hát rất là quê hương. Vâng. Dạ. Đúng là như vậy. Cái năm mình mới hỏi là bộ vào Quốc gia âm nhạc này trong trường hợp nào. Dạ. Thì Dũng nói là Dũng thi vào Quốc gia âm nhạc với cái bộ môn guitar. Dạ. Nhưng mà Dũng nói chứ, nhưng mà hồi đó nhà mình nghèo lắm, không có mua được cái thằng guitar. Nhưng mà rồi cái lúc mà được tin là đầu vào trường Quốc gia âm nhạc thì Dũng tìm guitar không có. Thế thì ông cụ nhà mới lục lọi trong cái kho đó, có cái đàn mandolin mà nó bắn bụi trên rồi. Mandolin. Mandolin. Thanh Lan nhớ hồi cái thời đó, cái hồi thời ở ngoài Bắc cơ. Vâng. Thì người nhiều người mà còn chưa có lên thanh niên, nó mới có thiếu niên thôi. Đúng rồi. Thì hay chơi mandolin đúng lắm. Rồi. Mà gảy toàn là những bài vui mà thật là mau. Vâng vâng. Dạ, thì những người đó có những cái ngón tay rất là nhanh nhẹn. Vâng, phải nói là cái tay của Dũng. Thì thưa quý vị là Dũng mới đành phải xách cái đàn mandolin tới trường để xin học cái môn mandolin. Dạ. Thế mà Thanh Lan biết không? Vài năm sau là tốt nghiệp thủ khoa đó. Dạ, thủ khoa về mandolin và thủ khoa về cái khoa gọi là nhạc pháp Tây phương. Nhưng mà đúng như Thanh Lan nói, cái đó chỉ là cái bước khởi đầu thôi. Dạ, sau vâng. này thì Dũng chơi guitar rồi ngay cả keyboard. Dạ, vâng. Và trống nữa. Phải nói là thì người sau này đã trở thành nhạc trưởng mà. Đúng rồi. Thì tức là món đàn nào cũng phải cũng trải qua hết. Trải qua cho nên mới viết được chứ. Là vì theo như Thanh Lan thấy kinh nghiệm là những cái bản nhạc phối đó thì mỗi một cái nhạc cụ đôi khi nó lại là cái khóa khác cơ, không phải bài nào cũng khóa sôn. Đúng rồi. Cho nên là cái người nhạc trưởng phải biết hết thì mới viết được chứ. Dũng rất là mê Dũng piano. Quá giỏi. Mê dạ. piano mà lúc đó thì cứ lén nhìn giáo sư Nghiêm Phúc Phi đó. Dạ. Cứ lén nhìn thầy chơi xong rồi những lúc mà phòng piano vắng người lén vô chơi cái bị giám thị kéo tay ra ngoài. Hồi nhỏ Thanh Lan có được đàn ở trường Quốc gia âm nhạc một lần duy nhất. Vâng. Hôm đó là ông Nghiêm Phúc Phi ông tổ chức một cái buổi nhạc toàn là học trò của ông Nghiêm Phúc Phi thôi. Thì lúc đó Thanh Lan cũng học ông Nguyễn Phú Phi đâu có được 1-2 năm thôi à. Đúng rồi. Lúc mà 12-13 tuổi trước khi vào Ban Việt Nhi á. Dạ. Thì lúc đó hôm đó rất là hãnh diện. Ai ngờ đâu là cái duyên văn nghệ nó lại đến với mình rất là sớm. Nhờ học đàn với ông Nguyễn Phú Phi. Vâng. Mới là được ông Nguyễn Phú Phi giới thiệu với ông Nguyễn Đức để vào Ban Việt Nhi. Đúng rồi. Nhưng mà từ đó lại vào Ban Việt Nhi xong rồi quên
khuấy đi cái chuyện đàn cứ lo hát không? Cái ban Bình Di hồi đó là một cái ban rất nổi tiếng và Thanh Lan ở trong cái ban đó thì Dũng ở trong cái nhóm của cô Hồng Hạnh. Bà Kiều Hạnh. Vâng. Bà Kiều Hạnh thì sau này có đóng phim với Thanh Lan. Không, đóng phim Lệ Đá là bà Năm Sa Đéc đóng với Thanh Lan, đóng vai mẹ Thanh Lan. Vâng. Nhưng mà vì cái ông đạo diễn ông thích cái giọng của Thanh Lan cho nên ông xin bà Năm Sa Đéc, cho bà Năm Sa Đéc lấy cái giọng của bà Kiều Hạnh vào. Cho nên khán giả người ta xem người ta không chịu, tại vì người ta xem bà Năm Sa Đéc trên TV là nói giọng nam quen rồi. Tự nhiên đổi giọng người ta không chịu. Dạ vâng, thưa quý vị, nói chuyện ngày xưa thì tự nhiên mình nhớ tới biết bao nhiêu là những cái kỷ niệm ở Sài Gòn. Thế anh Nguyễn Đức Cường có thể kể cho khán giả của Thanh Lan Show những cái hoàn cảnh nào mà đáng nhớ và đặc biệt của những nghệ sĩ tại Sài Gòn trước 75 không? Thực ra thì cái câu hỏi của Thanh Lan rất là hay, nhưng mà phải nói là trả lời thì nó là không biết là mình phải bắt đầu từ cái chỗ nào. Dạ vâng. Nhưng mà phải nói là cái thời gian đó thì Dũng có kể lại cái thời gian sau 75 đấy. Dạ. Thì trong đó có liên quan đến Bảo Trấn, hai anh em cũng đi show và có lúc mà đi vào hồi thời đó Thanh Lan hát với ban nhạc mà có Bảo Trấn với Quốc Dũng nhiều lắm. Đúng rồi. Dạ. Thì hai anh em đi show đi ra tiếp miền Trung mà rồi cái phải nói là dùng cái câu là đời nghệ sĩ lăn lóc gió sương là nó đúng vô cùng đời luôn. Đời nghệ sĩ lăn lóc gió sương chứ không phải là lăn lóc dưới mương. Vâng. Mà nói có nhiều khi hai anh em Trấn với lại Dũng đi về tới Sài Gòn đó, là tại vì đi đường thì coi như là vừa trình diễn là vừa tiêu xài, về đến Sài Gòn là không còn tiền luôn đấy, còn tiền xong rồi đi về nhà mới là lấy tiền nhà trả xích lô. Trời đất ơi, thật là đúng vậy. Hôm trước thì Thanh Lan có phỏng vấn anh Văn Dũng. Vâng. Là em ruột của nhạc sĩ Văn Phụng. Vâng. Thì anh Văn Dũng mới thấy rằng cái thời đó là thời năm bốn mấy năm mươi cơ, bảo anh để ý, anh thấy nghệ sĩ nào cũng nghèo, anh không dám đi theo con đường đó. Anh mới bảo chứ Dũng mới kể hôm đó có Bảo Trấn ấy. Dạ. Bảo hai đứa lánh tiền xô không có kịp ấy, đó bụng quá bà ra còn có đủ tiền mua ổi mì, hai người mua ổi mì mới chia đôi, thưa quý vị, chia đôi. Dạ vâng. Gặp ổi mì dưới đường vậy, rất là thương, thấy thương quá. Nói tóm lại là Thanh Lan cũng có cái may mắn. Vâng. Là đã chọn cái con đường ca hát, là vì cái người ca sĩ á, thì lúc nào cũng được khán giả để ý nhiều hơn là cái người nhạc sĩ đứng phía sau. Đúng rồi. Thanh Lan xin lỗi các bạn, các em nhạc sĩ là đôi khi á, Thanh Lan hát nhiều hồi đó chạy show mà. Vâng. Nhiều khi mình không nhìn sau lưng nữa. Mình chẳng biết hôm đó là ai đàn nữa. Thế rất là vô tâm. Nhưng mà khi nhắc thì Thanh Lan nhớ ngay. Vâng, vâng. Vâng. Thì thế anh Nguyễn Đức Cường có đàn cái nhạc cụ nào không? Mình chơi guitar thôi. Quý vị thấy không, người Việt Nam nào cũng yêu âm nhạc hết. Trong nhà nào, trong gia đình nào cũng phải có ít nhất là một cây guitar. Thì ở trong gia đình Thanh Lan thì hồi nhỏ Thanh Lan được bố mẹ cho học piano. Lúc đó thì nghe lời mẹ mà học chứ có thích thú gì đâu. Là tại vì trong khi mà bạn bè chạy chơi ngoài sân thì mình cứ ngồi mình gõ như thế này. Mà đi học với mấy ma sơ mà nhiều khi mình đàn sai ma sơ lấy cái thước dài thế này nè, gõ vào tay mình đau. Dạ vâng. Thì hôm nay thì nhắc đến Quốc Dũng, mình không khỏi bùi ngùi, không khỏi nhớ đến một nhân tài của Việt Nam. Nếu mà thỉnh thoảng mà mình nói chuyện ngày xưa mà nhắc đến những cái gì mà nó hơi vui vẻ chút xíu, có hơi vui cười với nhau một tí, thì cũng xin quý vị khán thính giả đừng có la Thanh Lan nhé. Dạ, tuy là nói cười vui vẻ vậy nhưng mà trong lòng lúc nào cũng tiếc thương Quốc Dũng vô cùng. Vâng. Cho nên mới mà hẹn với anh Nguyễn Đức Cường để chúng ta có cái buổi nói chuyện về Quốc Dũng ngày hôm nay. Còn những cái kỷ niệm nào nữa về Quốc Dũng xin mời anh Nguyễn Đức Cường tiết lộ tiếp. Mình nhớ Dũng là cái người sống đối với đàn em ấy, rất là quan tâm cái sự phát triển trong nghề của đàn em. Thì hồi đó mình hay đến nhà chơi, hầu như là ngày nào cũng gặp nhau hết ấy. Thì Dũng, Thanh Lan biết là Dũng bắt đầu sử dụng cái cây keyboard đấy, là năm, mình nhớ là năm bị khoảng năm 80 mấy đấy, thì bắt đầu có cái keyboard. Dũng soạn những cái tiếng tranh bầu sáo đấy. Dạ. Và những cái sao để mà đặc biệt để chơi cho những ca khúc thích hợp. Thì mình nhớ là, vâng. Nghe, xin lỗi cho Thanh Lan nói, Thanh Lan không nói ngay là hay quên, là Quốc Dũng là người đầu tiên. Đúng. Mà cho tranh bầu sáo vào hòa âm tân nhạc. Mà Thanh Lan biết không, là cái tiếng đàn sẵn có trong cái keyboard nó đâu có tranh bầu sáo. Mà Hy phải tìm, phải soạn thêm tần số, bớt tần số, mà soạn nó gọi là edit ấy, để mà chọn được cái sao. Mà là cái người đầu tiên mà, tại vì
thằng lắm em, một cái tay tài hoa về guitar mà Dũng còn soạn một cái 6 cầu vồng cổ nữa. Sáu vòng cổ mà nghĩa là soạn, mà nghĩa là mình có nhìn được những cái văn bản đó. Thế mình bảo tôi rất là yêu cải lương, và nó là cái đặc biệt là cái tiếng đàn vòng cổ dựa trên cái ngũ cung đó, nó nghe nó quyến luyến mà nó đầm cái tình quê hương lắm. Dũng soạn một thành cái tấu khúc luôn. Mình phải nói là mình giật mình đấy. Thì đôi khi có những bài tân nhạc mà theo cái lời bài hát đó có thêm vài tiếng đúng rồi, đến lấy vào Cho phía sau thì tự nhiên nghe nó thấm vào trong tim. Nó thấm ghê lắm. Cái đặc điểm là Dũng là người đầu tiên mà đưa cái trường phái mà chúng tôi cứ hay gọi đùa là tranh bầu sáo đó vào những bài nhạc quê hương đó. Và thì có một cái hôm đó Dũng soạn được khoảng độ trên 200 tiếng trong một cái bộ nhớ đó, một cái memory ấy. Thì mình nhớ có một cái em nhạc sĩ tức khoảng lúc đó chơi cho 126, em đó Dũng không hề biết em đó, mà em đó thì biết tiếng Dũng mới đến nhà Dũng mới rụt rè vào, và em biết anh có nhiều cái tiếng, anh có thể cho em xin một vài tiếng được không? Dũng thì lúc đó Dũng ít nói lắm, nếu mà Thanh Lan biết Dũng thì đúng rồi, chẳng bao giờ nghe ít nói lắm. Cứ ngồi chỉ cái là tùm tìm cái ngồi tùm tìm xong rồi cái không biết là cái yêu cầu kia, không biết là từ chối hay chấp nhận, không biết đó. Cái ngồi chơi khoảng độ cứ ngồi im lặng cái rồi bắt đầu cái tự nhiên Dũng lặng lặng lên lầu xuống lấy xuống cái memory mà đút vào cái keyboard cầu kia, thưa quý vị có 2 phút thôi, xong rồi là bao nhiêu cái sao nó vào trong cái máy của cầu kia, xong cầu kia mừng quá cái là vội vàng đi liền chứ không có dám ở lại nữa, sợ ông thầy đổi. Xong cái Dũng thì Quốc Dũng lúc nào cũng có một tâm hồn rất là rộng lượng, đúng rồi, lúc nào cũng muốn chia sẻ cùng chia sẻ mọi người, không có muốn giữ cái gì riêng lẻ cả. Trong nghề nghiệp Thanh Lan tin rằng trong cuộc sống cũng vậy, nên là thì Thanh Lan cũng không có biết nhiều về Quốc Dũng, nhưng mà đôi khi mình đi hát đó, mình gặp đó, mình thấy cái tư cách của cái con người đó, mình có cũng thể đoán ra được cái tính tình. Thì tính tình Quốc Dũng là một người rất là hiền, một người có tấm lòng rất là tốt. Mà thưa quý vị biết không, là Dũng nói Cường thấy không, tôi soạn cái gần 1 năm trời mới được 200 tiếng này mà tôi đưa cho cậu ra trong vòng 2 phút. Lúc đó cái tốc độ truyền qua nó nhanh lắm. Thành ra, và ngay cả trong cái sự nghiệp ca nhạc của những đàn em đó, Dũng nâng đỡ rất là nhiều. Nâng đỡ phải nói là không có một cái điều kiện nào hết. Và phải nói là đôi khi, ngay cả bây giờ những người đã thành danh, hiện giờ đừng còn đứng trên sân khấu, phải nói là mang ơn Quốc Dũng rất là nhiều. Đó là những cái điều mà mình thấy khi mà Dũng thật thà lắm. Và cũng rất là có một lần Thanh Lam có một cái hồi xưa có một cái dạo mà các cái trung tâm ca nhạc ở hải ngoại này thích nghe những phối âm của các nhạc sĩ trong nước, đặc biệt là Quốc Dũng, cứ nhờ bên đó viết hòa âm xong rồi thâu nhạc. Đúng rồi. Thế thì mới có một trung tâm, mình xin phép không nói tên, cái về liên lạc với Dũng thì đương nhiên là người ta phải tham khảo máy móc như thế nào, có hiện đại hay không. Dũng thật lắm, thưa quý vị, Dũng nói máy của tôi là tồi nhất ở đây, máy của tôi là dở nhất ở cái thành phố này. Thế anh kia ở Bài Hải xong ấy đi một vòng 2 tuần lễ, anh cũng tham khảo nhiều nơi, cuối cùng trở lại Quốc Dũng nhờ phối được 50 bài, 100 bài luôn. Thành ra về đó là mình thấy là Thanh Lan còn nhớ mãi cái lần cuối cùng mà gặp Quốc Dũng tận mặt đó. Anh Nguyễn Đức Cường có nhớ là cái khoảng 80 mấy Dũng qua đây làm một cái show nhạc của Dũng ở Majestic. Đúng. Thì hôm đó có Thanh Lan hát. Có. Rồi thì Thanh Lan cũng thích cái lối hòa âm của Quốc Dũng lắm. Thanh Lan mới nói Quốc Dũng ơi, khi nào mà chị có làm CD thì chị nhờ Quốc Dũng nhé. Quốc Dũng thì ít nói lắm, nhưng mà đặc biệt là hôm đó có trả lời mình là chị nếu mà có gì chị cứ gửi bài về đi, Quốc Dũng sẽ đặc biệt cho chị. Đấy là cái mối tình chị em từ bao nhiêu năm qua, từ hồi nhỏ xíu. Nói không phải chứ Thanh Lan là người đầu tiên phỏng vấn Quốc Dũng đó. Thanh Lan có cái chương trình nghệ sĩ và chiến sĩ trên đài phát thanh quân đội. Thì có một đêm Thanh Lan, một đêm cô Thái Thanh, rồi một đêm từng ai nữa, đông lắm. Thì Thanh Lan mới nói với cái người soạn chương trình là anh Phượng Bàng ơi, anh mời Quốc Dũng đi. Lúc đó vừa nghe cái bài Mai là thích ngay rồi. Bài Mai. Nói trời ơi sao mà trẻ tuổi mà viết cái bài hay quá, dễ thương quá, phải mời lên phỏng vấn. Đó, thì hôm đó là Quốc Dũng còn rụt rè lắm. Sau này nổi tiếng rồi mà còn ít nói, huống chi là hồi thời đó. Thì rất là thấy quý mến Quốc Dũng. Và Quốc Dũng lại là em của Tuyết Vân, là một cô bạn ở trong Ban Việt Nhi. Đúng rồi, chị Tuyết Vân. Cho nên là thì
Thanh Lan thì lúc nào Thanh Lan cũng cảm thấy như là có một cái sợi dây tinh thần giao nào tình, dạ thiết. Vâng, dù sao cũng là em của bạn mình đó, nên là Thanh Lan lúc nào cũng quý Quốc Dũng lắm. Nhưng mà Thanh Lan thì có cái tật là không bao giờ chịu nói ra cái lòng mình như thế nào đối với cái người nào cả. Thì chắc cũng hơi cũng hay cười cười tùng tìm giống Quốc Dũng vậy, không nói nhiều. Từ khi mà làm talk show lại đâm ra nói nhiều. Thì bây giờ thì Thanh Lan mới nghiệm lại rằng Thanh Lan có đọc đâu đó rằng hay là trong cái bài hát gì đó, nếu có thương tôi thì hãy nói vâng, thương tôi bây giờ vâng, chứ cứ đợi khi mà người ta không còn nữa thì nói, vâng, ta đâu biết. Rất tiếc rằng Thanh Lan đã nói lên cái điều này hơi chậm. Dạ vâng. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà Thanh Lan không quý Quốc Dũng thì Thanh Lan đâu có nói với Quốc Dũng là Thanh Lan nếu mà có làm CD sẽ nhờ Quốc Dũng. Tại vì khi mà mình nhờ ai mình đúng phải rồi, có cái tình cảm quý mến mình mới nhờ, đúng, đúng không? Rồi. Dạ. Nhưng mà thực ra thì những cái gì mình giữ trong lòng nó mới thật, đúng không? Dạ vâng. Nó thật. Thì đấy, cứ giữ trong vòng. Thì Thanh Lan có một người cậu, lúc đó người cậu ốm nặng lắm, Thanh Lan đến cầm tay cậu xong bật khóc, xong rồi nói rằng cậu là em ruột của mẹ đó, là cậu của bà ở nhà thì tên giấy tờ thì khác, ở nhà thì tên là cậu Bảy. Cậu Bảy có biết là trong gia đình là Thanh thương của Bảy nhất. Xong rồi bật khóc lên, mà lúc đó cậu mới biết. Cả đời không chịu nói, đợi cái lúc mà lâm nguy rồi mới nói. Cái tính mình như vậy lạ quá. Thôi thì bây giờ xin hứa với quý vị rằng Thanh Lan mà có quý mến ai thì cứ nói ngay tại lúc đó, chứ không có đợi đến khi lâm nguy nữa. Nãy giờ thì hỏi anh Nguyễn Đức Cường rất là nhiều câu về Quốc Dũng. Bây giờ chuyển qua hỏi về anh có được không? À, vâng, vâng, thì mình có gì để nói đâu. Có gì để nói. Thì anh bắt đầu làm thơ từ khi nào? Vâng. Và không phải anh làm thơ không, anh cũng có làm nhạc nữa. Vâng. Và anh hợp tác với Quốc Dũng được những bài hát nào? Vâng. Thực ra thì vâng, cảm ơn Thanh Lan. Thưa quý vị, thì trong gia đình thì phải nói về thơ phải bắt đầu từ cụ thân sinh. Ông cụ rất là yêu thơ và hay làm thơ đường, thơ lục bát, thơ ông làm nhiều loại lắm. Dạ. Thế thì khi thất ngôn bát cú. Vâng, thất ngôn bát cú đừng luật. Dạ. Khi ngày nhỏ thì mình đi học cũng có học Việt văn, thì các thầy cũng dạy các loại dạy thơ các này. Thơ, đúng không? Mình thích thơ lắm, mê thơ vâng, từ hồi nhỏ. Thì hồi xưa thì mình hay đọc thơ của ông cụ, rồi đọc thơ của những nhà thơ lớn như là Vũ Hoàng Chương, Đinh Hồng. Dạ. Rồi sau này thì cái thế hệ gần của chúng ta thì thơ Nguyễn Sa. Dạ. Thơ những nhà thơ lãng mạn đấy. Vâng. Thì tự nhiên cái nó khởi đầu vào trong tâm mình từ hồi nào không hay. Thì cái bài thơ đầu tay mình viết thì nó năm 16, 17 tuổi. Vâng. Thì dạ. Rồi sau đó thì mình viết nhiều bài. Cái bài Đường Xưa là một cái bài mà mình viết năm 1977. Ồ, xưa vâng, thế cả. 77, vâng. Ừ. Là lúc đó thì cái nguyên nhân viết bài đó là bởi vì cái người vợ của mình mất. Mất thì khi mình lo tang lễ xong xuôi thì mình mới đi về quê của cô ấy. Dạ. Thì mình đi trên cái con đường đó thì mình cái cảm xúc nó ùa về. Ừ. Thì mới trước đó khoảng độ 2 tuần thôi thì mình nắm tay nhau đi tung tăng ở cái con đường đó. Bây giờ thì mình lại đi một mình. Thì mình viết bài đó xong thì năm đó thì năm 77 cho tới khoảng năm 90 đó, mười mấy năm sau thì gặp Dũng. Mà Dũng thì cũng lạ lắm. Dũng viết cái bài Đường Xưa, cái giai điệu viết từ năm 1980. Rồi Dũng viết rồi Dũng cũng để đó thôi. Thì khi mà anh em gặp nhau thì bắt đầu mới lại kết hợp lại thì chúng tôi có một cái duyên giống như là trong âm nhạc cũng vậy. Có nhiều khi Dũng đưa ra một cái giai điệu thì mình sẽ liên tưởng tới một cái bài thơ nào đó liền. Và từ đó thì đưa vào. Thành ra cái bài thơ và cái bài nhạc được hoàn thành cái ca khúc Đường Xưa là vào năm 1990. Vâng. Bài đó lúc mà Dũng đưa cho Thanh Lan thích lắm luôn. Thanh Lan, đúng rồi, thầy Dũng rất là quý Thanh Lan mà. Yeah. Lúc đó anh em ngồi bàn với nhau thì cũng viết với Dũng nhiều bài lắm. Yeah. Thì cái bài đầu tiên mà viết cho Dũng, ngay cái đêm mà gặp nhau đầu tiên mà thành tâm giao là Dũng đưa cái giai điệu, thì cái bài đó mình nhớ là mình viết là bài Đêm Chia Xa. À. Thì cái bài đó thì theo cái điều mà Boston ấy, thì sau này thì ở hải ngoại chúng ta có danh ca Thái Châu và danh ca Hương Lan hát cái bài đó. Dạ. Bài Đường Xưa là cái bài thứ mấy sau đó thì Thanh Lan lúc đang ngồi thì nói chuyện thì cái này chắc mình phải nhờ Thanh Lan. Xong rồi cái Thanh Lan biết không, cái hôm mà Thanh Lan thu xong đó. Dạ. Thì vừa mới thu xong Thanh Lan vừa rời đi thì mình tới. À vậy hả? Thì Thanh Lan mới Dũng là người cho mình nghe, mình là người nghe đầu tiên. Đầu tiên hả? Trời, Lan thích cái đoạn điệp khúc quá.
mà cái introduction của Dũng đúng rồi, cái nói tóm là cái bài đó, cái AI Dũng viết rất là tay. Vâng vâng, Dũng nói là tôi hình dung, Thanh Lan nhớ cái đoạn intro, tôi hình dung một cái xe tứ mã đi trên một đường làng quê ở bên Âu Châu. Thật quý ra nương, tôi vâng quý nương đấy mà, và Dũng nói tôi thật ra ông viết theo cái, nhưng mà Dũng có cái đặc điểm là sau này một số những nhạc sĩ chuyên nghiệp mà kể cả những ca sĩ đều rất thích những intro mà Dũng, nó giống trở thành một cái trademark của Dũng vậy đấy. Dạ vâng. Có những cái intro mà những cái bài đường xưa đó, cái intro đó thì sau này có nhiều ban nhạc họ chơi, có một số ban nhạc họ cũng đổi qua một cái intro khác nhưng mà vẫn không thể hay bằng cái intro của Dũng, mà chính họ cũng công nhận như vậy chứ phải không? Dạ vâng. Vâng. Thì nó giống như là có một số bài ngoại quốc mà cái bài đó phải có cái câu đó. Đúng rồi vậy. Dạ. Nó như vậy là nó không thay đổi được. Dạ. Mà Dũng nói có điều đặc biệt là Dũng nói là Dũng rất quan trọng cái introduction. Vâng. Khi Dũng nói là ngay cả những cái intro có thể viết thành một ca khúc khác nữa. Dũng bảo là ngay cả intro mà khi tôi cảm xúc về một cái ca khúc nào đó, thì khi tôi sáng tác một cái intro thì nó không phải là cái, nó không chỉ là cái đoạn dẫn đầu thôi, mà cái, dùng cái đoạn đó có thể viết thành một ca khúc khác. Đúng rồi. Dũng cũng nói như vậy nữa. Dạ. Nó rất là ăn với cái bài này, vâng, nhưng nó có thể là một cái bài là riêng bài lẻ. Đúng vâng. Rồi. Đó là cái đặc điểm của Dũng. Vâng. Vâng. Mình trong cái thời gian làm việc với nhau, anh em mình thân với nhau từ năm 90. Thì năm 96 thì mình đi qua Hoa Kỳ. Thì trong suốt 6 năm đó thì mình viết với Dũng cũng có cái duyên viết nhiều bài lắm. Đêm Chưa Xa là bài đầu tiên, rồi sau đó là Hoang Vắng. Hoang Vắng thì sau này ở hải ngoại cũng thích bài đó. Rồi Đường Xưa, rồi Hạt Mưa Và Nỗi Nhớ là cũng là từ một cái lời mình viết. Dạ. Rồi Chỉ Là Mùa Thu Rơi. Dạ vâng. Rồi Thanh Lan Nhớ, một cái bài ví dụ như là Huế Đêm Trăng. Đêm Trăng thì mình đâu phải là dân Huế đâu, nhưng mà tại lúc đó cái giai điệu nó có không khí Huế quá. Vâng. Mình mới bắt đầu đọc những cái thi ca của Huế. Dạ. Để mình nói tìm cái Huế là phải có Đêm Trăng Trên Sông. Đêm Trăng Trên Sông, đúng rồi. Dạ. Rồi trước khi mình chia tay thì có cái bài Lốt Thu Xưa. Bài Lốt Thu Xưa thì cũng nhiều người thích. Dạ. Rồi Lốt Thu Xưa là một cái bài mà Dũng nói là Dũng tâm đắc nhất, là vì nó mang cái âm hưởng dân gian. Dạ. Và cái bài Chuyện Học Tan là nó nguyên nhân thế này. Thanh Lan nhớ ngày xưa tụi mình có những cái bài như là Những Ngày Xưa Thanh Ái này, rồi Trăng Tràn Trên Hè Phố của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Hồi xưa mình rất là yêu hai bài đó. Đấy, khi mà mình sắp chia tay thì lúc đó Dũng đưa một cái giai điệu bolero. Thì Dũng với mình mới nghe, mình nói cái bài này mình nghĩ là khi mình nghe mình liên tưởng tới cái cảm xúc của cái bài Trăng Tràn Trên Hè Phố. Là nó viết về tình bạn. Rồi Những Ngày Xưa Thân Ái cũng viết về tình bạn, mà đó là cái bài rất là hay. Cái mình nói thôi bây giờ để tụi mình, tôi đề nghị Dũng là mình viết cái này về tình bạn đi, để kỷ niệm hai đứa mình. Thì Dũng ok, thế là từ đó mới có cái bài Chuyện Phát Tan. Vâng. Bài cũng còn nhiều bài khác nữa. Nếu mà muốn làm một bài hát chung, một người làm nhạc, một người làm lời, thì hai người đều phải có một cái tâm hồn nó tự tựa như nhau. Vâng. Để nó hiểu nhau, là nó đồng điệu đó. Đã, như là Bá Nha với Tử Kỳ. Dạ, vâng. Đã, có hai người quen rồi mà nếu không có người kia nữa thì người này cũng cảm thấy như cuộc đời nó không đáng sống, nó vâng, không còn ý nghĩa gì nữa. Thế từ khi Quốc Dũng không còn nữa thì anh Nguyễn Đức Cường cảm thấy như thế nào? Thế trống trải lắm. Trống trải. Ngày xưa thì phải nói là khi mà mình còn nói chuyện được với nhau qua phone đấy. Dạ. Thì mỗi lần nói xong nhiều khi đêm đó mình cũng khó ngủ lắm, mình cứ nhớ người bạn mình và những kỷ niệm. Nhưng mà trước khi mà Dũng mất khoảng độ vài năm nữa, thì có một hôm mình gọi về thì Dũng nói một câu là Cường ơi, hôm nay mình không có nói chuyện được nhiều đâu. Bây giờ thì những cái đầu mình nó không có tập trung. Mình nói chuyện được có vài phút là mình cảm thấy nhức đầu. Từ đó mình không dám gọi nữa. Mà giờ, quý vị biết là Dũng không xài Facebook nữa, cũng không xài email luôn. Thật ra thăm hỏi Dũng thì chỉ có qua những người bạn ở Việt Nam đi về gặp Dũng thì qua kể lại. Yeah. Thì mình cũng, nếu mà nói Dũng khỏe thì mình vui. Có một lần mình cũng nói, mình với lại anh Giạc Sen là chồng của nữ ca sĩ Thanh Mai đấy. Yeah. Hai anh em có đề nghị là hay là bây giờ mình thuyết phục Dũng, mình đưa Dũng qua bên này thì mình sẽ là cái người cùng với một số những cái bác sĩ để mà chăm sóc sức khỏe cho Dũng, tại vì mình chuyên về đông y mà. Mình chuyên về châm cứu và về dược thảo đó. Đấy, thì anh cũng cần nói thêm về anh chứ, nãy giờ khán giả chưa biết kìa. Dạ vâng, thì Thanh Lan biết không, thì Dũng là không chịu qua. Vâng, thì thưa quý vị, thì lúc đó mình nói là mình nếu mà Dũng qua đây thì Dũng cứ ngại, Dũng ở nhà mình. Mình lo hết tất cả mọi chuyện, từ những chi phí y tế. Thì lúc đó thì Dũng nói bây giờ tôi ngồi máy bay nó mệt lắm. Thế mình bảo thôi bây giờ bố cứ mua một cái vé business đi, nằm cho khỏe.
Rồi đi qua đây là tôi việc tôi đưa ông về nhà chứ có gì đâu, phải mà Dũng có cái ngần ngại nào đó. Thành ra thôi thì Dũng ở lại thì cũng được chăm sóc của gia đình Bảo Yến và con cái và cũng được nhiều bạn bè chăm sóc lắm. Nhưng mà thôi thì cái duyên số nó tới đó. Thành ra là mình cũng thấy mọi người cũng đã cố gắng làm những cái điều có thể cho Dũng. Thực ra thì thưa quý vị biết là Dũng bắt đầu bị tai nạn là bà Dũng té là đang lái xe trên đường đấy. Năm đó năm 2013. Dạ. 13. Thì từ đó là Dũng ngưng hẳn sáng tác luôn. Và sau này Dũng có một lần Dũng cũng than, Dũng nói chứ tôi rất là buồn vì tôi không ngờ chỉ một cái tai nạn như vậy mà tôi phải ngưng tất cả mọi cái sự nghiệp sáng tác. Dũng yêu âm nhạc lắm. Dũng ngưng lại thì hầu như là từ đó cho đến là 10 năm sau, tức là năm 23 thì Dũng đi. Yeah. Thì chúng ta thấy là cái tổn thất nó không phải bắt đầu từ khi Dũng mất đâu. Từ khi Dũng bị tai nạn. Từ khi bị tai nạn. Nói tóm lại là thưa quý vị, những người lớn tuổi không nên té. Vâng, đúng rồi. Dạ. Thì Lan cũng có nghe một số câu chuyện về bị ngã thì nó hơi bi thảm. Vâng, vâng. Nên là cái lời khuyên nói nãy giờ nói buồn đúng không? Vâng, vâng, vâng. Buồn quá không? Vâng. Thì phải nói là điều thì có một điều là... Tại vì thành Lan cứ nghĩ tới những người bạn của mình đó. Thời gian này thì ai cũng càng ngày càng yếu, càng ngày càng bệnh. Rồi có người thì không check message được, có người thì không nói chuyện được. Vâng. Cho nên có những người bạn mà Thanh Lan hay gọi nói chuyện đó, thì bây giờ mình text chị cũng không đọc được, mà mình gọi thì chị cũng thều thào nói được vài câu thôi, mà chị thì tuyệt nhiên không gọi mình được nữa. Vâng. Nên là nhưng mà thầy đó đều là nhìn lại thì Dũng sống một cuộc đời rất là đẹp, phải nói là cống hiến rất nhiều cho nghệ thuật và làm được rất nhiều cái chuyện từ thiện. Mà Thanh Lan biết không, Dũng làm từ thiện Dũng không bao giờ nói tên mình ra đâu. Dạ, vâng. Ngay cả đối với những người nhạc sĩ đàn anh mà khi không may mà rơi vào bệnh tật thì Dũng rất quan tâm. Có một lần thì Dũng nói, bồ chở tôi tới nhà của nhạc sĩ này để Dũng vô Dũng gửi một cái ít quà. Dạ. Rồi nói chung Dũng là mà Dũng không bao giờ giúp cho một người nào là đi kể cho người khác. Dạ đúng rồi. Dũng đặc biệt như vậy đó. Thì cái đó cũng cùng ý với Thanh Lan đó. Nếu mà mình đã có cái tấm lòng mình muốn đối với một người nào hay một nhóm nào đó thì mình nên đối bằng tấm lòng đi. Mình đừng có làm cái việc đó để mình đi khoe. Vâng. Đi khoe là mình cái chuyện mà từ thiện của mình nó đã có mục đích rồi. Dạ. Nó không còn cái đẹp đẽ nữa. Có một cái chuyện này mình kể Thanh Lan nghe được. Dạ. Vui nha. Cái hồi đó Dũng qua đi chơi thì Dũng mới ngồi nói, tôi ước mơ một ngày nào đó những cái đội bóng đá của Việt Nam mình là được vào World Cup. Tôi mong đợi ngày đó mà tôi nghĩ là nó sẽ xảy ra. Thì Dũng có viết một bài về cái giấc mơ World Cup ấy, mình không có nhớ cái tên và không nhớ giai điệu đâu, nhưng mà nó dễ thương lắm. Thì quý vị biết không, là khi mà mình thấy cái đội bóng đá nữ đó của mình vào World Cup ấy, tất nhiên là cũng chưa đạt những cái thành tựu đáng kể, nhưng mà mình ông Dũng nhà mình chắc cũng hài lòng lắm đây, tại vì là chúng ta chỉ còn là mong chờ một cái sự tiến bộ cái thể thao Việt Nam đó. Thì Dũng rất là yêu thể thao và thích bóng đá lắm, mỗi lần tới mùa là anh ta thức là coi, đó là cứ ước mơ là một ngày nào đó là Việt Nam mình sẽ vào được World Cup. Dạ. Cũng là cái niềm nói vui của Dũng. Nói chuyện bóng đá làm Thanh Lan nhớ cái hồi thời mà vẫn còn ở Việt Nam mà bố Thanh Lan còn sống, thì mỗi khi mà có bóng đá đó thì cứ thức tới mấy giờ sáng để mà xem. Rồi thì bên phía Nam đó, con trai ấy, ngồi với bố, rồi thì họ hàng bạn bè đến đông lắm, cả đêm ấy, chẳng có ngủ dưới chân, cũng chỉ vì cái bóng đá thôi. Vâng, vâng. Thì Thanh Lan nghĩ rằng cái thời gian đó chắc là Quốc Dũng cũng say sưa theo dõi lắm. Theo dõi lắm, dạ. Mà phải nói là cũng vui. Mà quý vị biết không, Dũng có một cái ước mơ, mà hồi xưa thì lúc mà nghe Dũng nói thì mình cũng nghe vậy thôi. Dạ. Nhưng mà Dũng nhắc đi nhắc lại cái điều đó nhiều lần. Dũng nói tôi cứ ước là mơ hoài là... bão đó. Cái hoài bão đó. Dạ. Tôi ước mơ là tôi trúng số hay là tôi có số tiền thật lớn để mà tôi sẽ làm một cái bệnh viện là từ thiện miễn phí cho người nghèo. Mà mình ngồi nói nghệ sĩ thì thỉnh thoảng có những cái giấc mơ lãng mạn ấy. Dạ. Nhưng mà Dũng nhắc đi nhắc lại cái đó nhiều dễ lần. Thương quá. Mình thành ra là mình thấy là đúng là người bạn của mình ấy, không chỉ có âm nhạc không đâu mà còn quan tâm tới xã hội, quan tâm tới những người xung quanh nhiều lắm. Đó là dạ, con vâng. Người rất là nhân ái, rất là khiêm tốn và cũng rất ít nói. Dạ vâng thưa quý vị, Thanh Lan thì năm ngoái có một cái đợt mà Thanh Lan nhắc về các nghệ sĩ
mà cũng ngồi nói có một mình thôi à, chứ cũng chẳng gặp được ai. Mình quý mến ai thì mình nhắc tới người đó, trong số những người đó có Quốc Dũng. Cho nên năm nay khi mà Quốc Dũng mất đi thì Thanh Lan có để lại cái show đó lên để tặng tất cả các khán giả nào yêu quý Quốc Dũng. Vâng. Nhưng cái lúc đó Quốc Dũng chưa sao cả. Dạ, nên là mình vẫn nhắc về Quốc Dũng một cách vui vẻ. Vâng, vâng. Như là nói về một người em văn nghệ nhiều tài năng. Chứ cũng chẳng kịp làm cái gì cả. Lần này thì show này đúng là để tưởng niệm Quốc Dũng. Bởi vậy mời được anh Nguyễn Đức Cường lên, Thanh Lan rất là mừng. Tại vì bây giờ không có người nào mà có khả năng mà truyền tải và nói tất cả những cái điều về con người của Quốc Dũng đến quý vị bằng anh Nguyễn Đức Cường. Vì như hồi nãy anh có nói là nói chuyện với nhau mỗi ngày. Nói chuyện với nhau mỗi ngày thì coi như là tâm tính nhau biết rõ hết cả rồi. Không còn cái ngóc ngách nào, không có cái chỗ nào mà giấu nhau nữa. Do vậy thì có thể nói rằng trong cuộc đời mình mà tìm được một người bạn tâm giao là mình có phước lắm. Tại vì có những người suốt cả đời không có được một người bạn. Có bè thì có, chứ không có bạn. Hồi xưa mình có nói một câu, mình nói là mình nhìn cái hoa hồng ấy, mình nói một cái hoa hồng nữa, nó làm nên cả một cái mùa xuân. Thì một cái người bạn tâm giao làm nên cả một cái cuộc đời. Cho nên mình nghĩ là mình cảm ơn Quốc Dũng là bởi vì Dũng cho mình biết thế nào là một cái tình bạn tâm giao. Yeah. Thành ra cái đó là một cái điều mà mình, một cái may mắn. Cái hạnh phúc của tình bạn nó đẹp lắm. Và phải nói là nhiều khi mình cảm, có một lần Thanh Lam em hai đứa đi ăn cái Dũng ngồi, Dũng lái xe, mình ngồi phía sau mà. Dũng nói, ủa tại sao tụi mình không là anh em ruột? Thế mình mới nói chứ. Nhiều khi anh em ruột mà không nói chuyện thì với đó, nhau đâu. Mình còn nói chứ, tụi mình là anh em rồi còn gì nữa. Rồi mình có nói thêm một câu nữa. Đã. Bảo chưa chắc là anh em ruột là đã có cái hiểu nhau nhiều đâu. Vâng, đó là đấy. Cái duyên đó thưa quý vị. Dạ. Nhiều khi cùng cha cùng mẹ ở một nhà từ nhỏ tới lớn mà chẳng có gì giống nhau cả. Vâng. Rồi tự nhiên có một ngày nào đó đùng một cái mình gặp một cái người kia mà cái chuyện gì cũng có thể nói cho nhau nghe nè cả. Nhiều khi nói nửa chừng thôi người kia đã hiểu rồi. Hiểu rồi. Thì cái đó là cả một cái sự mừng rỡ vô cùng trong cái cuộc sống. Cho nên có những lúc hai anh em ngồi với nhau hàng giờ không nói gì hết. Dạ. Cứ pha bình trà xong rồi cái... Đâu cần nói cũng vẫn hiểu. Không cần nói gì. Rồi, là, lâu lâu cái... Hay quá, hay quá. Vâng. Dạ. Dạ. Có những cặp vợ chồng như vậy đó, vâng. Nguyễn Đức Cường ơi. Dạ. Mà Thanh Lan tin rằng cái người vợ mà đã khuất của anh Nguyễn Đức Cường đó thì ngày xưa có như vậy không? Dạ vâng. Cũng thì, không cần nói gì mà vẫn vâng, hiểu. Vâng, cũng hai đứa dạ. Thì cũng hiểu nhau rồi cũng mới đầu thì không ưa nhau lắm đâu. Nhưng mà tự nhiên hồi khi học cùng trường mà thì không phải là không có ghét nhau nhưng mà không quan tâm tới nhau lắm. Đến khi là sau này có cái dịp mà ngồi nói chuyện thì đúng Thanh Lan nói là cái duyên đấy. Để cho mình có cái cơ hội để mình mở lòng mình ra. Vâng. Thì trở thành một cái sự thương yêu rồi đến với nhau trong gia đình. Tiếc là cái cuộc hôn nhân nó rất là ngắn ngủi. Được có 2 tháng mấy thôi. Thì cô mất. Vâng, thành ra là cái lúc đó là một cái chấn động trong đời cái tâm tư của mình. Thì cái bài thơ đường xưa là sau khi mình viết là 2 tuần sau đấy. Sau khi mình lo tang lễ xong thì mình đi về quê. Thăm mẹ đấy. Dạ. Thì đi trên cái con đường đó thì nó bao nhiêu kỷ niệm nó ùa về rất là mạnh. Thì tự nhiên bài thơ ra đời. Dạ. Bây giờ nói thì Thanh Lan đang mường tượng tới cái cảnh mà đi về quê rồi đi trên cái con đường mà ngày xưa vâng. đã từng đi với cô gái ấy. Vâng. Thế bây giờ có thể tiết lộ rằng quê là ở đâu thế không, để cho cái hình ảnh nó rõ ràng hơn tí, nãy giờ vâng. hơi bị mù mờ. Đi về quê của cô là đi về quê ở Bến Tre. Dạ. Tức là đi qua cái phà Rạch Miễu đấy. Ngày xưa Thanh Lan có đi Bến Tre hát. Đúng rồi. Mà khán giả Bến Tre rất là dễ thương quý vị ơi. Mấy cô bé nhỏ xíu mười mấy tuổi à. Chị Thanh Lan, ngày mai chị tới nhà em chơi không? Xong rồi cái mình thấy cô này hồn nhiên dễ thương, mình cũng Vâng. Ngày mai mình đến, anh biết làm gì không? Tới, khoan chị ngồi đây, em ra em hái ổi cho chị ăn. Xong sang ngoài vườn hái ổi xong rồi hai đứa chấm muối ớt ăn. Bến Tre nổi tiếng là xứ dừa đó, nhớ không? Không, mà không ai dừa hái ổi mới kỳ chứ. Dạ vâng, thưa quý vị. Cái ngon vậy lắm. Cho thấy rằng là các em mà đã thương mình thì cứ coi mình như người nhà vậy, tự nhiên như là người nhà vậy. Vâng. Chẳng có làm điệu hay là làm kiểu cách gì cả. Cho nên thì đã thấy người ta như vậy thì mình cũng như vậy luôn. Vâng. Thì Thanh Lan cũng xin chúc anh Nguyễn Đức Cường rằng trong cuộc sống hiện tại cũng sẽ được hạnh phúc và được gặp những người yêu thương mình và hiểu mình, thông cảm với mình như từ trước đến giờ. Vâng, vâng, vâng. Cảm ơn Thanh Lan. Nhưng mà mình muốn
nhân dịp này thì Thanh Lan cho quý vị nghe lại bài Đường Xưa, bài rất Thanh Lan hát rất là thấm và mình chẳng để vào cái show này à? Vâng, thì cũng muốn lắm đấy chứ mà không biết có cho phép không vậy, có để được không vậy? Vâng, để được phải không? Vâng. Dạ vâng, thì Thanh Lan sẽ cố gắng để nói với những người mà làm editing á, dựng hình cho mình đó, thì sẽ để bài hát Đường Xưa vào. Chính Thanh Lan khi mà nghe tin Quốc Dũng qua đời á, vâng, anh Nguyễn Đức Cường có biết rằng là cái đêm đó suốt cả đêm cứ nghe bài Đường Xưa cả đêm chẳng ngủ gì được cả. Vâng, vâng. Vâng, và cứ mà vừa nằm vừa nghe vừa khóc, và tại vì cứ tưởng tượng cái đường xưa mà bây giờ đi có một mình đó. Thì vâng, Thanh Lan thì có cái tính là mau nước mắt lắm, không có dám nói chuyện gì buồn nhiều, tại vì nói chuyện buồn một hồi lại làm cho mọi người buồn theo thay vì mình phải an ủi cho mọi người vui. Dạ. Anh Nguyễn Đức Cường có thêm những cái điều gì vào cái những cái giờ phút cuối này để chúng ta kết câu chuyện? Vâng, thứ nhất là cảm ơn nữ ca sĩ Thanh Lan, một người bạn mà chúng tôi cũng đã thân thiết nhiều năm. Rồi cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi nói về một người nhạc sĩ tài hoa, đặc biệt là Quốc Dũng, thì câu chuyện nó sẽ không hết, nhưng mà tất cả chúng ta cầu nguyện và để cho anh được thanh thản về cái nơi mà từ đó anh đã đến với chúng ta. Vâng, nhạc sĩ Quốc Dũng, chúng tôi cũng nhân cái dịp này cũng xin phép để mà nói cái lời chia buồn thêm lần nữa với gia đình danh ca Bảo Yến cũng như là các cháu, và kể cả với những người mà thương yêu Quốc Dũng. Xin cảm ơn. Dạ vâng. Sau đây thì cô Thanh Lan cũng xin gửi đến Cà Pháo lời thăm hỏi thân tình, là vì hôm trước Cà Pháo có nhắn ở trên Facebook rồi. Cảm ơn cô Thanh Lan. Cà Pháo cà phê. Vâng. Thì đấy, thì Thanh Lan cũng xin gửi lời thăm cả nhà nhá. Thanh Lan thì lúc nào cũng giống như mình là một người đàn chị, một người đi trước, lúc nào cũng thương các em. Bây giờ thì thương tới các cháu, và có show này là để chúng ta cùng nhớ về Quốc Dũng, một người nghệ sĩ đúng nghĩa là nghệ sĩ. Vâng, vâng. Cảm ơn Thanh Lan. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại tuần sau.